Bà chị họ lon ton đi mua trà sữa về vì vội đi theo tiếng gọi của con bé hàng xóm. Bà chị họ cất tạm trà sữa vào tủ lạnh mà không hề hay biết Kiwi đang rình mò. Nhan sắc thì có hạn nhưng mà thủ đoạn thì có thừa. Kiwi nhanh chân chạy xuống mở tủ lạnh và đã tìm thấy ly trà sữa. Không chần chừ gì thêm, phải bu ngay mới được. Cốc trà sữa này rõ là bự, lại còn nhiều trân châu, phải uống bớt để bà chị họ giảm cân mới được. Không ngờ mới bu một hơi mà đã gần hết cốc trà sữa. Để bà chị họ khỏi nổi trận lôi đình, Kiwi đã có cắt cho một chút bột Milo hòa tan trong nước nóng, cho thêm một túi trà vào, không khác gì vị trà sữa sô-cô-la ban đầu. Toàn bộ trân châu sẽ được thay thế bằng kẹo dẻo, bịt kín miệng cốc với màn bọc thực phẩm của mẹ. Cốc trà sữa trân châu phương tóc binh đã được khôi phục nguyên vẹn, trả về vị trí cũ, coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Bà chị họ trở về và không hề nhận ra điều gì bất thường. Nhìn mặt bà chị họ là biết cốc trà sữa này ngon nhất đắt, đúng là không gì làm khó được Kiwi. Đừng quên follow Kiwi để xem mai Kiwi làm màu làm mè gì nữa nhé.